Dạ, chào quý vị các bạn. Dạ, xin tới quý vị các bạn hôm nay cùng ngắm Sài Gòn về đêm. Để lúc vừa tới vòng xoay Phú Đổng à. Đây, Phú Đổng. Đánh trống nhỏ vườn tre. Đánh tay cho ăn. Đây, bây giờ xin sẽ đi về đường đường này đường Lê Thị Riêng. Thì Nguyễn Trãi xuống một chiều. Bây giờ từ Quận Nhất, quý vị đi về Quận Năm á, ta đi ngang cái đường Lê Thị Riêng. Bánh mì Huỳnh Hoa là vị đây, mua bánh mì vui không? Bánh mì Huỳnh Hoa đây, cách đây nước ngoài ở đến Việt Nam du lịch. Đây, Kim Sài Gòn. Dạ, nhịp sống Sài Gòn thì lúc nào nó cũng sôi động quý vị. Đi từ từ thì xem nhanh quá là không thấy được. Dạ, đường này là cắt em giao lại cái đường Bùi Thị Xuân quý vị. Bùi Thị Xuân rất nhiều khách sạn, khách trên đây lưu trú rất là nhiều. Đây Sài Gòn thì ông chọn khu Bùi Thị Xuân, rất nhiều khách sạn vậy, khách sạn tầm trung thôi, tầm 3-4 sao, 4 sao thì ít, 3 sao thì nhiều vậy. Đây khách sạn bên chiếm khách sạn quốc tế thẳng rồi là đến khu vực nhiệm Từ Vũ vậy. Từ Vũ ở đây thì sẽ đi đường Tống Quỳnh thì tắt về khu vực đường Nguyễn Chí Thanh về Quận Năm và về Tân Bình. Đây có cái đường Lương Hữu Khánh đó mình. Trái khu vực này đường Lương Hữu Khánh thì rất là nổi tiếng về làm những đồ lưu niệm dạng như là cúp hay là những cái quà tặng, rất nhiều loại quà tặng và lưu niệm về Hữu Khánh. Đây có mắt Tống Quỳnh, đây sẽ phải qua khu vực ở bệnh viện Từ Vũ, bệnh viện Phụ Sản Từ Vũ rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Cầu đi bộ hành là biết Từ Vũ rồi. Ở đây có thể mình rẽ ở bên tay trái đường tắt rồi đi, sẽ đi thẳng luôn. Đây đi đường lớn luôn. Đây bệnh viện Từ Vũ về đêm. Để rẽ trái để Từ Vũ Hồ Chí Minh. Ta đẹp cái xe về qua Nguyễn Thị Minh Khai vậy. Nguyễn Minh Khai thì đi Nguyễn Minh Khai đi về được vào
Như Thanh. Này như là tiền nhớ là tên gọi là gì nhỉ? Còn còn xoay đi thấy tổ hay gì đấy, đi thấy tổ. Này ở ngoài là nó qua là Hùng Vương rồi. Khi là đường Đồng Phú về số, rồi giờ đi sẽ đi thẳng ngoài là sẽ qua được Hùng Vương Nguyễn Chí Thanh. Này thì khoảng hơn 9 giờ đêm tại đường đêm ngày 14/4/2017 đường Hùng Vương, đường 4/5 Sài Gòn. Đây có cái tàu có tòa nhà đây Century, đây giao lộ này với lại đường Lê Hồng Phong. Vậy Lê Hồng Phong là hiện nay có cái bến xe cũ Sài Gòn xưa, Sài Gòn xưa đây, tổng mắm Nam Bộ. À, có cái tòa nhà này Lottery Tower được xây gần gần cái đại An Đông. Sài Gòn thì buôn bán rất là nhộn nhịp quý vị. Quý vị để vào. Đây giao nhau ở đây Nguyễn Thị Phương. Xe Nguyễn Thị Phương. Ở đây có cái tượng ông Nguyễn Thị Phương ở đây. Đây.
ra cái đường Ngô Quyền các vị, Nguyễn Chí Thanh giáp lên Ngô Quyền.
vực này cũng vực ẩm thực của người Hoa nổi tiếng của Sài Gòn về Tạ Uyên, Hà Tùng Quyền nè. Đây là kết thúc đường Nguyễn Chí Thanh nữa quý vị, qua Nguyễn Thị Nhỏ. Dạ, cảm ơn quý vị là nhiều đã đi dạo qua phố đêm Sài Gòn lại cùng với Diêm. Dạ, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo ạ.